Chỉ kỳ cái lớp da mà cái con này phải là nuôi thiên nhiên là cái thịt đúng không, biết có thức ăn nhiên cái da nó dai uống nặng. Ốp này gọi gì chị ba? Ăn ngũ vị hương nè, tỏi, củ hành tím nè, sả tế, sả, thì đường bột ngọt, gia vị hạt nêm nữa. Có tương không? Tương nữa. Sả bầm. Tương, sả tế, ngũ vị hương. Chao. Chao. Sả bầm, tỏi, củ hành tím, đường bột ngọt hả? Bột ngọt chứ không có đường không? Tại vì này nướng không có đường không? Giờ bắt đầu mình bỏ lên nướng nha. Trong khi chờ đợi mình giả cái nãy giả để lên nó giả anh em ơi, giả cái nãy sẵn giả lắm rồi đó, đùa thơm dữ vậy trời ơi, giả lắm rồi. Wow, trời ngon quá nè, trùng để cái đầu cây lại đây đi cho nó hả, không không biết đâu rồi khỏi gì không có luôn đi, thôi đầy cái nữa đi cho chín luôn, cầm lại cái nữa đi anh. Tình đại cái đi, giống nữa, giống là im rồi. Đúng là đúng là đầy hầm, đầy hầm nó chín đều ha, chín đều đầy hầm nó đều nó. Có lý.
Thơm thơm, nó thơm đang thơm. Rồi, để đây nó chắc được rồi đó. Cái gì đây? Mới được, quá ngon rồi đó. Quá thơm ơi. Ôi thơm. Khô luôn rồi. Đưa cái mắm vô. Đù mà nó sôi luôn rồi. Đù. Rồi. Bỏ hai cái đó đợi đi. Đù quá trời thơm rồi. Thơm dữ vậy. Đi ra thì không nổi luôn mà con ơi. Sao nó vàng vậy? Da nó vàng, vàng, vàng thơm dữ vậy ta. Thơm tới đây. Trời ơi. Mà bén nha, mới nghe. Cực kỳ hợp cho chờ đợi thưởng thức. Mông giống lưỡi câu vậy. Mông kỳ vậy. Ai biết nãy cái mông ngon. Trời còn lông nữa nha. Lông đồng lắm. Nè, nhóc nè. Cái mông chỉ không ấy, cái lông đâu mà lông. Nè, có mấy cọng nè, nhỏ. Cái này ngon, cái đầu mà cái nướng cái này nó cắt ngay đây hả? Ờ cái này còn nguyên cái đó nè, đừng có cắt nữa nè, nguyên vậy đó. Ừ, không cái mặn. Cái lòng thòng nó teo lại trên nè. Đã. Lòng thòng nó teo nè. Tranh thủ ăn nóng nó ngon. Cái đường xương trong cái chặt rồi. Chín không? Hú có chín luôn rồi. Câu chừng miếng thịt nghe, đừng có cắt hết. Chừng chút chút miếng thịt thôi. Thịt nghe vậy, không mở về nữa. Ở yến lắm, yến. Yến chưa chín. Ồ, trong này chưa chín đâu ơi. Thế này chưa chín được rồi. Mày cho nó ăn mới ngọt á, chín quá không ngon. Chín nó ngọt. Tao thấy này, cái đấy cái độ vàng của ta mà. Vàng đó mà. Cái này chưa chín rồi, đúng rồi. Cái gì đó. Chín không? Chín rồi, chín rồi. Thì ở trong. Cái gì chắc nó lìa rồi này, này bỏ lên. Ồ, chín rồi. Chín rồi. Trời ơi, cái thịt dày hả? Xương dày nó xương. Nó nó thấm vô tới nó. Có máu máu thì ngon. Không có máu. Có. Trộn cái bình tha lần thứ hai nó vô kém nhỏ quá cánh bự. Cánh nó y gan. Còn này là cái cánh là ngon nhất á. Cánh là ngon nhất. Chắc ăn khớp có được rồi. Cái đùi không ngon bằng cái cánh. Con này cánh thịt dữ lắm. Cho bác thay cánh kìa. Bây giờ mình vào chẻ là nửa con thôi, để nửa con này đi, chẻ nửa con hút trước đi. Thịt dưới kìa. Này thịt dưới kìa. Ớt, quá trời thịt ra. Quá trời ớt, thịt. Muốn chảy miếng bây giờ. Nè. Cắt chảy nước miếng. Ừ, vàng gì đó, được vàng. Em phải cho tao miếng da thôi. Miếng da này nè. Thử thử thử. Thử thử thử. Mấy người anh thử da thử nè. Da 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 vàng cháy à. Chảy nước miếng tới giờ. Chấm cái bạc quẹt đi. Chấm bạc ơi. Bạc vô. Chấm nó quá. Từ từ. Ăn hết hay là cắn từ từ? Hết luôn á, từ từ ăn luôn. Cắn ăn hết luôn, nó thử. Đù. Nghe cũng mở rồi. Nghe cũng mở rồi, nghe có nghe. Mở béo, mở béo, mở béo. Ui. Sao sao, nó sao? Vừa ăn không? Béo mà nó mặn ngọt gì không? Nó mặn mặn mặn, mặn ngọt. Chua chua. Ừ. Chua là có cái đậu nước mắm bệnh nữa. Đục. Quá đã. Rồi. Rồi bắt đầu mình thưởng thức cả nhà ơi. Tấm mắm bầy thôi, mắm bầy nó ngon. Mắm bầy tấm mắm bầy được không? Nước đá, nước lạnh nha. Ngon lắm, nó ngon, nó mềm. Cái cánh thịt chắc thịt nhiều hơn cánh gà anh Việt quá. Cánh thịt tấm lắm á. Thịt trong đó, cả bế, cặn cáp. Lấy nước nguội đúng không? Vừa ăn ngon quá. Chưa ăn không? Không mà thịt nó sao nó có giống thịt gà mình không hay là giống thịt gọc dịch thịt ngỗng vậy. Ngon hay ngọt hơn không hay là thịt gà. Cái mùi vị á. Vị cũng giống thịt gà. Dai, ngon, ngọt.
Thịt nó ngọt hả? Vô 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 vô. Ăn đi ngửi cục. Đi vô. Nó ngửi cục. Không á. Đi ngủ. Gấp bánh đi vô. Cũng ngửi cục á. Đụng đi. Cầm nữa cạnh hết đi thắng. Ăn đi ơi. Đang hồi nó ngủ không? Gì vậy? Ăn đi, đang ngồi. Nước ốp này vừa. Vừa ăn. Ốp vừa ăn á. Có cần chấm. Nhưng mà phải chấm miếng bần, đừng có hương vị bần nữa. Bần á, chấm bần nó ngon. Chấm nó bần chua chua cho. Chua chua ngon. Đỡ nhém. Đại bần á, nó chấm bần nó mới ngon. Đây nó bần nó đâu có độ mặn gì đâu sợ. Nó ngon quá à nè. Chấm bần cho ngon mới. Này cái nước ốp là vừa luôn không? Vừa ăn. Bần mình nấu thì mình đây đây bỏ hộp nó không thì ra nó chấm nhấp luôn. Xéo ấy chứ. Thôi đi, coi xem. Ngon thiệt. Ngon. Cảm ơn em, có lý. Thịt ngon á. Ngon, thịt nó ngon. Thịt nó nhão không? Không. Dẻ mà ngon. Dạ. Tại con này hơi tơ, nếu mà được già chứ không dám dẻ chất lượng luôn. Đúng không? Ngon. Ngon. Thịt cũng ngon. Ngon. Hấp được hả? Vậy thôi mới đã. Ngon thiệt quý ơi. Này không có giả tạo mà nếu anh em lấy ngon thử tầng anh. Ngon không? Ăn ngon hết bên đây uống nha. Ừ. Rồi vô. Uống. Anh em cười lắm. Đừng cắt thôi. Bây giờ cũng tình hình nó hơi gói. Sao vậy? Cô câu sao nó dảnh như vậy? Cô câu nó dảnh như vậy? Nó kỳ vậy? Ủa người ta mấy con kia đâu có dẫn mà cái này nó đây mày vô dẫn nó rất là đi trốn luôn. Con câu nè cái gì cộng gì cứng gì vậy nè dẫn đó con câu dẫn cắt thì nó cắt con cục coi cho nó mà cái này cho nó béo nó ngon. Béo béo hơn con câu gà gì đâu câu rồi coi ừ, câu rồi mở ra nhảy gần cậu cái cộng này gì cứng gì cái cục xương á cái đó nó mới dảnh lên xương đó. Ê, con câu nào dảnh là ngon hả đúng không nó nhờ cái nó cứng nó mới dảnh mát 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 nghĩ rồi tao cũng chưa no đây là cái đùi của con gà lôi nha anh em ơi. Con này là nó dạ tại nó hơi nhẹ ký thôi chứ mình nặng ký nó bự đùi nó bự dữ lắm. Tay quên chấm mắm bằng. Mình vô phải tay thân, cho làng nè. Chấm nè. Chấm mắm bằng nè. Đó, mình phải nhúng chứ phải là chấm. Ừ. Vậy. Thôi nè. Chưa ăn là tao ăn trước rồi đó. Thịt này tính đâu nó mềm mà nó không mềm nó dai nha. Im. Ừ, nó bở mà nó không bở dai ngon quá nước ốp chị ba làm ngon quá chị ba nào mình nghĩ thêm chấm nước mắm bằng nữa chị ba nào làm nước ốp chị ba quán quận chị ba này đâu chị ba chị này hả em có ly có ly bằng mình phải nhúng chấm mà không đã tại mắm bằng nó không có mặn nó chua rồi. Rồi ăn hộp bằng vô luôn hả vô anh em ơi vô người ăn được đi. Quá đã. Té rồi. Mình cũng thưởng thức đi, ngon quá trời ngon, thưởng thức. Bây giờ thấm ngon không? Không lẽ giờ mình cạn hết luôn sao? Gì phải ăn hết chứ. Không có quấn miếng đây, quấn miếng vừa đi, chút ra ăn hết rồi, không có mò nhậu à. Đâu anh chỉ kinh nghiệm chấm mắm bằng lại coi, nãy em nhìn không rõ nè. Mắm bằng là đâu? Nhúng á. Mình đây mình nhúng như này đó. À, nhúng gì đó. Rồi. Đưa cho miệng ha. À, ha. Đi ra giúp. Đấy rồi. Dính hột bằng cho miệng không? Quá hả? Nó hột quá không hột. Hột quá, nó chắc chắc rồi. Rồi mọc cây giống không? Mọc cây bụng không?
không lỡ lỡ làm cái làm nữa hả? Trời ơi, trời ngon quá, đang hứng liền mình kiếm hứng sao được. Ăn này là nghỉ nhậu cái luôn. Hết cái đùi ra đó. Trời ơi, ăn cái miệng kìa. Ừ, nó ngon. Quay rồi chảy nước miếng không? Ừ, chảy á, nước miếng bằng học anh nè. Anh em nào có thương tình là chùi nước miếng rồi. Chưa ha? Tiếp rồi. Chưa lại đi. Hết mồm luôn. Ok. Giờ tới mình xử cái đầu anh em ơi. Cái đầu cái gì chỉ kìa? Con gà lôi là cái đầu là số 1. Tại vì nó có mấy cái gì... cái lòng thòng đây nè, nó thùng lên đó hả? À, tại vì nó lưới nó thùng lên thôi, mấy cái này là mấy cái lòng thòng của nó không là nó cái mồng nè ha, mồng nó teo lại còn xíu rồi. Bây giờ mình cắn cái mồng trước. Giòn này, nướng khô quá giòn. Gà chỉ mồng nhỏ xíu vậy. Bự lắm, tại nướng nó teo rồi. Mình thử cái lòng thòng nha. Chỗ này cái lòng thòng của nó nè. Ừ. Lấy cái tay quẹt cái mắm bặn lên lòng thòng mới được. Đó, thì từ từ khúc này trước. Giòn không? Nếu nãy ăn nóng chắc giòn dữ lắm ta. Ừ. Nãy nóng là giòn cái khóc luôn á. Cũng nó dai dai đã. Quậy. Quậy gì vậy? Vô đi, hàng quá rồi. Mình cắn cái ốc rồi thử. Ốc bự không? Cuốn cái mọng rồi hả? Cuốn mọng rồi. Không rồi. Giòn á, cái mọng nó giòn á. Ốc nhiều, đồ quá. Ốc trời, bự gì vậy? Ốc nè. Nhiều vậy, cũng nhiều không? Con này mát. Ốc này. Con mát không? Mát bự không? Con chậm quá. Coi mát ấy, bánh mát không? Mát không? Ừ, cũng chậm. Hôm nay lần đầu tiên mình ăn là gà lôi luôn á. Từ nhỏ tới lớn mới là ăn thịt lần đầu tiên. Thấy mình lúc mà mình làm thịt á, thấy thịt nó tính đâu là mềm, bây giờ đâu thịt nó dẻ ngon. Bây giờ mấy anh mấy chú đây thưởng thức cũng là cho ý kiến là ngon đúng không? Đúng rồi, ngon, ngon thiệt, thịt nó ngon. Thì, quá tuyệt vời, quá ngon, thịt này gà lôi lần đầu tiên ăn, tuyệt vời. Rồi, mình xin tạm dừng video đây nghe cả nhà. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, chào tạm biệt quý vị nhà đi. Rồi, chúc mừng luôn. Rồi, cảm ơn.